Bonjour tout le monde, chào mừng các bạn đến kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tinh. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đối với thì l'imparfait ở thể l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif. Đối với các động từ nào các bạn, chúng ta có các động từ sau đây mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Đó là động từ pouvoir, có thể vouloir, muốn, savoir, biết, devoir, phải, nên gì đó ha, et falloir, phải. Vậy thì chúng ta có formation của nó là cái gì? Cũng tương tự như các động từ khác đó. Y chang như vậy, cái chữ trừ động từ être đó. Chúng ta cùng đọc. Vous formez l'imparfait de tous les verbes, excepté être. On prend la première personne du pluriel du présent, nous. On supprime la terminaison, ons, et on ajoute les terminaisons suivant: is, is, it, ions, iez, aient. Voilà. Để mà chia đối với thì l'imparfait đấy, ta lấy chủ từ nous, à, ta lấy cái động từ ở chủ từ nous đó, ta bỏ cái đuôi ons đi, và chúng ta làm sao? Chúng ta thế thành các đuôi is, ies, it, ions, iez và aient. Tương tự như các bài giảng trước đây của mình, y chang nhau ha. Đối với thì làm parfait thì trừ động từ être thôi. Rồi chúng ta cùng conjugate cho một vài động từ để hiểu hơn vấn đề nha. Đối với các sujet thì chúng ta cũng tương tự, có je, à, tôi này, tu, bạn, hoặc là mày, nếu mà xưng gọi là bạn thân với nhau đó, hoặc là il, anh ấy, elle, cô ấy, chúng tôi, hoặc là người ta, nous, chúng tôi, vous, bạn, các bạn, quý vị, mà xưng gọi là trang trọng, đây là người cấp bậc gọi là cao hơn mình đó, chúng ta sử dụng ngôi vous. Đấy, il, họ, hoặc là ở trong toàn là giống được không thì chúng ta sử dụng là họ, là il, hoặc là vừa được vừa cái sử dụng il, có nghĩa là họ đây đó. Còn elle cũng tương tự, cũng là they ở trong tiếng Anh, nhưng mà elle nó chỉ toàn là cái thôi, hoặc là các vật thể đó toàn là cái thôi. Ví dụ trong lớp học toàn là nữ không á, thì là elle này là nghĩa là họ. Với động từ pouvoir là có thể thì chúng ta sẽ lấy gốc của động từ là pouvons, đúng không? Ở chi ở présent đối với chủ từ nous đó, chúng ta bỏ ons thì chúng ta thêm thành ions thì chúng ta sẽ được là nous pouvions. Đối với je thì chúng ta có là je pouvais, tu pouvais, il pouvait, elle pouvait, on pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, elle pouvait. Đó là động từ pouvoir chia ở thì l'imparfait thể l'indicatif. Tiếp tục chúng ta có động từ vouloir thì chúng ta voulons, đúng không? Vậy thì chúng ta bỏ ons đi, chúng ta thế thành là ions, chúng ta có là nous voulions. Đó, và chúng ta lấy gốc tiền tố là vouer và chúng ta áp dụng vô. Je voulais, tôi muốn. Tu voulais, bạn muốn. Il voulait, elle voulait, on voulait. Nous voulions, vous vouliez. Il voulait, elle voulait. Et voilà. Tiếp tục đối với động từ savoir, chúng ta có là, đối với chủ từ nous đó thì chúng ta có là savons, đúng không? Là biết đó, thì chúng ta bỏ ons đi thế thành ions, chúng ta có là nous savions, và chúng ta giữ được cái từ sav đó, và chúng ta bắt đầu thế vô cái hậu tố ais, ies, ait, ions, iez và aient đối với các động từ, à, đối với các chủ từ phù hợp. Je savais, tu savais, il savait, elle savait, on savait, nous savions, vous saviez, il savait, elle savait. Đối với động từ savoir là như vậy. Còn đối với động từ devoir thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta lấy gốc ở chủ từ nous là devons và chúng ta sẽ biến thành là devions, và chúng ta có gốc tiền tố là dev và chúng ta thế thành các hậu tố bình thường, và chúng ta có là je devais, tu devais, il devait, elle devait, on devait, nous devions, vous deviez, il devait, elle devait. Et voilà. Rồi động từ cuối cùng đó là động từ falloir thì chúng ta chỉ chia ở một chủ từ duy nhất thôi, đó là chủ từ il. À, il fallait, falloir thành fallait. Voilà.
Đó là tất cả những gì mà mình conjugation cho bạn hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Mettez à la parfaire. Ở đây thì chúng ta có cái đoạn văn này đang chia ở thì hiện tại. Yêu cầu của đề bài đó là biến cái thì présent thành cái thì la parfaire. Ở đây thì có các động từ mà đã mình tô động, đó là các động từ chia ở présent. Và chúng ta cùng đọc nhé. Je n'ai pas le code d'entrée. Il est dans mon agenda et je ne trouve pas mon agenda. Je ne peux pas ouvrir la porte ni téléphoner. Je dois attendre que quelqu'un arrive et ouvre la porte. Il est 21h. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a personne dans la rue et je n'ai pas de téléphone. Je suis fatigué et énervé. Je veux pleurer et partir. Nói chung là quên cái gì? Quên cái mật khẩu vào đó. Nhưng mà tại vì cái này thì nó nằm ở trong cái ví, mà ví thì mất đi to rồi, cho nên là không có vô được đó. Mà đây thì đang ở ngoài, mà ngoài đường thì không có ai, trời thì đã tối 21 giờ rồi, cho nên là muốn khóc, muốn bước đi, với lại điện thoại cũng chẳng có, không biết kêu gọi ai. Sau ngày làm việc thì cảm thấy fatigue và NFV đấy, cảm thấy lo lắng, mệt mỏi. Đó là vấn đề của đoạn nói sơ sơ như vậy đấy. Rồi vậy thì chúng ta chia ở thì làm parfait, chúng ta xác định động từ e đó, động từ avoir, động từ être, trouver, pouvoir, devoir, arriver, ouvrir, être, savoir, avoir, être và vouloir. Vậy thì chúng ta sẽ biến thành làm parfait như thế này thôi các bạn này. Đấy, các động từ đấy mình đã làm sẵn cho các bạn coi rồi. Je n'avais pas le code d'entrée. Vậy présent của nó là e chia với je, thì chúng ta có là je n'avais pas le code d'entrée. Il était dans mon agenda et je ne trouvais pas mon agenda. Je ne pouvais pas ouvrir la porte ni téléphoner. Je devais attendre que quelqu'un arrivait et ouvrir la porte. Il était 21h. Je ne savais pas comment faire. Il n'y avait personne dans la rue et je n'avais pas de téléphone. J'étais fatigué et énervé. Je voulais pleurer et partir. Đó là thì l'imparfait khi mà mình chia như vậy nha các bạn. Đó là bài áp dụng của mình để mình có thể so sánh được hai thì présent và thì l'imparfait, cái động từ của nó như thế nào ha. Khi ở thì présent thì hiện tại thì mình chia hiện tại bình thường thôi. Còn cái l'imparfait hay là passé composé hay là cái thứ gì đó plus cái parfait hay là cái gì đó thì chúng ta chia ở thì quá khứ. Imparfait cũng tương tự, nó nằm ở trong quá khứ đó. Đấy thì chúng ta sử dụng từ l'imparfait. Sau khi mà mình làm xong cái cuốn chia động từ này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng thì một nữa để cho các bạn hiểu hơn các thì ở trong tiếng Pháp. Đó rất là nhiều thì luôn các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho bạn từng thì một trong tương lai. Không sao, tại vì nhiều bạn cũng comment hay là bình luận hay là nhắn tin cho mình á, là muốn mình làm sao giảng thì cho các bạn đấy. Đấy thì các bạn cố gắng chờ đợi nha, tại vì mình muốn làm xong cái này để là mình tương lai còn lại còn dài mà. Chứ mình không có dừng YouTube đâu mà lo ha. Ok các bạn, cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn có thể đăng ký kênh để có thể nhận được các video thú vị về phần grammar. Mặc dù phát âm của mình chưa có được tốt đó, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Tại vì mình không có chuyên về Pháp đó, cho nên là mình cố gắng bằng khả năng của mình để có thể giúp được các bạn. Bao nhiêu thì mình giúp, tại vì mình cũng tự học tiếng Pháp vậy đó. Ok các bạn, au revoir, à la prochaine fois.